Em luôn có quan điểm là em thích cái người vợ em phải là ghen. Phải là ghen đúng không? Đúng rồi, vô mánh luôn. Em nghĩ là có thương mình thì mới có ghen. Ok, rồi Thanh nó già hơn mặt em đó, em đừng có la. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Rồi đi em. À, xin mời nhà gái. Đầu tiên là chúc mừng năm mới hai bạn nha. Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi. Mời nhà trai. Em tên là Võ Văn Thanh ạ. Năm nay em 31 tuổi, em đến từ Hậu Giang. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Và công việc cụ thể em là kiểm tra chất lượng hàng hóa của gỗ ạ. Bạn Thanh 31 tuổi, quê Hậu Giang, làm Bình Dương, làm về gỗ. Rồi nghe rồi, tình hình là bên nhà gái chúng tôi đang rất hồi hộp, trái tim đập phình phịch, coi như là thở không nổi bên luôn đây nè. Bên đây tim đập thình thịch, ngứa ngái tùm lum. Chúng đang hồi hộp. Em đừng có lo gì cả, em hết sức là bình tĩnh nha. Đó, em cứ nhìn chị em trả lời nè, bây giờ em giới thiệu đi. Em tên gì, làm ở đâu? Em tên là Nguyễn Kiều Dung. Em năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán. Em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Dung làm ở quận nào? Dạ, em làm hơi xa, ở Củ Chi được ạ. À, Dung làm ở Củ Chi, Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Dung 33 tuổi. Lớn hơn bên đây 2 tuổi. Không có sao, nhất gái hơn hai gì. Trai hơn 1, hợp lý luôn. À, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ và em thích đi giao lưu cùng bạn bè. Rồi, tốt. Cái nhược điểm của em là em hay nhút nhát trong việc quen gái. Nhút nhát trong việc quen gái. Dạ, việc tán gái à. Tán gái à. Rồi nhút nhát quá trời quá đất vậy đó, rồi thấy con gái rung không? Dạ cũng rung, đó là chắc là lý do mà em mới đăng ký chương trình hôm nay. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là em ngăn nắp, chu đáo, vui vẻ và thân thiện. Em cũng rất là thích nấu ăn. Còn em có nhược điểm gì? Dạ em hơi là rụt rè, hơi trước đám đông. Ai mà tán tỉnh em sợ không? Dạ sợ. Bạn kia sợ tán gái. Còn em thì sợ người ta tán mình đúng không? Dạ. Hai bạn này hợp với nhau là giọng nói rù rì nè. Ừ, rù rì đó. Bên này cũng nhỏ, bên kia lại càng nhỏ hơn. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. Ừ, mạnh mẽ lên, 2 mối tình. Dạ. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dạ 4 năm mấy anh. Trời ơi, dài dữ vậy. Dạ dài lắm anh. Rồi sao chia tay? Dạ tại vì bên gia đình người đó nói cũng nhà em xa quá anh. Nhà em xa hả? Dạ. Gia đình người đó ở đâu? Ở Cà Mau anh ơi. Cà Mau với Hậu Giang đâu có xa đâu. Dạ nhưng mà cái quan điểm của gia đình người đó là gì đó? Là xa chứ quan điểm em là gần đúng không? Dạ. Rồi cuối cùng ta nói xa rồi bỏ luôn. Dạ nói chung là người ta nói xa người ta không chịu. Dạ không chịu rồi. Trời, thấy thương không? Rồi mối tình kia là bao nhiêu lâu? Dạ mối tình kia em quen được 6 tháng. Thôi bỏ qua đi, được rồi. Nói chung là bên đây là 2 mối tình. Rồi mối tình, hiểu rồi. Mà xa quá, xa mặt cách lòng, bên kia không chịu. Còn bên kia nhà gái là ở đâu vậy ta? Dạ ở quận Tân Bình ạ. Tân Bình, Tân Bình đi Bình Dương cũng gần ha. Nó không đến Cà Mau rồi sợ không sao rồi. Dạ, mình có mấy mối tình rồi mình nói cho bển nghe đi cưng. Dạ em có 2 mối tình ạ. 2 mối tình luôn. Dạ. Mối tình đầu tiên là khi năm em 24 tuổi. Ừ. À, lúc đó em quen anh đó được 2 năm thì anh đó đi công tác nước ngoài. Rồi, dạ. Cũng là xa mặt cách lòng luôn. Dạ dạ. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là gần đây em mới chia tay anh được 1 năm ạ. Được 1 năm rồi, lý do chia tay? Cũng có thể là do em quan tâm anh đó quá mức nên anh đó chán ạ. Nhiều khi không phải chán đâu, nhiều khi là bị kiểm soát nhiều quá cái quan tâm nhiều quá nó ngán á. Chà, con gái xinh đẹp. Dạ. Đàn ông kỳ lắm, không quan tâm thì người ta giống như đói vậy đó. Người ta cứ tò mò người ta đi tới hoài, hướng tới hoài. Còn quan tâm quá, đôi khi ngán đó. Bà đã quan tâm hoài mệt quá. Bị giống như bị kiểm soát á, bị kiểm soát. Ừ. Thì thành ra là người ta khó chịu. Dạ. Đàn ông phải để cho họ đói chút xíu. Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Đừng cho nó ăn. Bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cao từ 1m6 tới 1m7. 1m6 tới 1m7, ngon. Không có bị hói. Không không anh em. Hơi hơi. Hơi dạ. Hơi thôi. Bụng không có to lắm. Bụng lép xẹp. Dạ, không hút thuốc. Có không Thanh? Dạ không anh. Không luôn. Nói chung là giờ em đưa ra vấn đề đó, 90 mấy% bên đây đáp ứng nhu cầu rồi đó. Chị ra chị kiểm tra. Trời ơi. Chào cưng. Đàn trai người ta hiền lành chất phác. Em tự nhận là bao nhiêu phần trăm khi mà bạn gái đưa ra cái yêu cầu đó? Nhát gái thì đó là cái chuyện mà cái tính cá thôi, còn cái chuyện mà bản lĩnh thì cái chuyện quyết định trong cái chuyện tương lai hay là chuyện này công việc sự nghiệp á là rất là bản lĩnh đúng không? Mình chín chắn hơn chứ. Ok. Vậy 100 luôn. 100 luôn. Rồi vậy bây giờ em có cái yêu cầu bạn gái mình phải như thế nào? Chỉ cần cái người bạn gái là đầu tiên là cái lòng chung thủy là được.
Dạ, còn chuyện này kia thì em có thể lo được. Chỉ cần chung thủy thôi. Người ta có quan tâm sâu sát quá thì em có cảm thấy khó chịu không? Dạ không, em luôn có quan điểm là em thích cái người vợ em phải là ghen. Phải là ghen đúng không? Rồi, vô mánh luôn. Em nghĩ là có thương mình thì mới coi có ghen. Ok, rồi vậy là rồi em cầu đi. Được cầu được ước thấy. Nữa rồi biết nha cưng. Tôi thấy vậy là được rồi đó. Hỏi ý kiến người thân coi. Hỏi ý kiến người thân đi, tôi thấy á. Bạn nam bên đây đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với mẹ em và Dượng. À, rồi, chào bên gia đình nhà trai, xin mời đại diện có ý kiến ạ. Xin chào chú Nguyễn Linh ạ. À. Chào cô Hồng Vân ạ. Dạ, chào cô. Xin chào bên nhà gái. Bữa nay tới đây Dượng bạn hẹn hò như là thấy bé gái thì tôi cũng dễ. Nhưng là giờ mong cho hai đứa được trăm năm hạnh phúc. Dạ, tôi mừng rồi. Rồi. Rồi, cảm ơn nhà trai ạ. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em ạ. À, có mẹ nữa. Vậy là hai bên đều có mẹ hết. Mời cô. Thì tôi là Thu Nguyễn, là mẹ của cháu Dung. Sau khi mà cũng nghiên cứu cái chương trình này, nó có những điểm rất là hay. Cho nên là tôi khuyến khích cháu là tham gia cái chương trình này. Chứ tính cháu rất là, gọi là lành tính á, và rất là nhát. Tôi thấy cháu trai này là được đó. Là vì một bên thì nhát gái, một bên thì quan tâm tới người yêu thì là cũng hợp rồi. Cho nên là tôi ok. Dạ, con chào bác. Con cảm ơn bác đã có nhận xét về hai đứa con. Con chỉ mong là nếu mà bác thương tụi con thì nếu mà con với Dung có thể hẹn hò và đi đến với nhau á, thì con xin hứa với bác là con sẽ là một chàng rể tốt và là một người thương yêu và chăm sóc cho Dung đến suốt cuộc đời. Trời, quá được. Trời ơi, hay quá hay. Rồi vậy nè. Rồi, cảm ơn cô. Mở rào một cái là phải bản lĩnh lên. Dạ. Yeah. Nhát ở chỗ nào quá khứ không biết, nhưng mà hiện tại là phải dũng mãnh lên nha. Bên cạnh này em ha. Ừ. Mạnh mẽ lên. Rồi, mở nha. Mở rào. Bắt đầu tấn công luôn Thanh. Tới luôn. Quà cáp gì đâu. Dạ. Yeah. Em có cái món quà muốn tặng cho em. Là một cái lá thư em gửi cho em. Anh đọc cho em xem. Thì em để em đọc à? Ờ, gì em đọc. Anh chào. Dạ. Chào em, anh rất vui và hạnh phúc khi hôm nay được gặp em. Anh mong em được hạnh phúc vào những ngày sắp tới. Là hạnh phúc cùng anh. Dạ. Làm ơn. Cảm ơn. Viết ghê ta. Dạ. Anh có cái lá thư anh đọc không? Dạ. Giống ngày đi coi mắt hai đứa bối rối. Sao rút ra cái gì sao quần rút ra mà rút không được. Ừ, cứ rút ra rút vô hoài. Rồi đó. Duyên do trời định, phận do trời tạo, nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Cảm ơn anh đã xuất hiện và mang hạnh phúc cho em. Ok. Cảm ơn người ta tặng quà cho. Quà là gì vậy cơ Thanh? Dạ, món quà là cái món ăn nha chị. Món này ăn để lúc nào anh cũng nhớ tới bữa ăn với gia đình. À, hiểu rồi. Dạ, đúng rồi, em rất là thích nấu ăn ạ. À. Nghĩa là cô muốn là bữa ăn gia đình là lúc nào anh cũng phải nhớ tới. À. Mà sợ dĩ tôi ra đây tôi thấy cái món này là món tủ của ông á. Anh ăn thử liền coi ngon không? Thử thì còn nhiêu giờ giao qua đây. Dùng thử. Ừ. Đúc bên kia người ta ăn trước. Cứ tự làm đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cứ ông Quỳnh Linh ông kiểm định. Rồi đó mình hốt của về đi. Còn như dao để đây thử cho. Gì vậy Thanh? Dạ. Gì vậy? Em không biết gì nên. Hả? Không nhận ra luôn trời ơi. Ăn mà không biết gì luôn. Em không nhận ra nó vậy. Cái này là cái gì vậy? Dạ nhưng mà ngon anh. Mà cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Dạ là biết là cái món ăn. Mà không nhận ra món gì. Không biết món gì luôn hả? Dạ. Cái này là gì biết không? Dạ vậy em đút cho anh ăn đi. Hả? Ôi ăn đi để anh tự ăn cho anh đút hết mất cỡ lắm. Đút có biết ăn tự ăn nguyên luôn. Anh ơi kệ ổng đi. Cái kể này ông á, tự lo gọi đi. Là kim bắp. Dạ đúng. Là Korea Hàn Quốc á. Này ăn với kim chi ha. Kim bắp ăn với kim chi. Ngồi nổi kim luôn á. Thôi hai đứa nói chuyện đi. Anh lo nói chuyện đi. Hai nói chuyện nên vô đây mình ăn chút ra. Đi. Kệ ổng đi. Ngồi đây ăn mất cỡ lắm. Để vô thử thôi biết báo kết quả thôi. Em cứ vô ghê được gặp em á. Mà anh nhìn là em xinh hơn cái tưởng tượng của anh từ lúc... À,
Anh ơi, anh nhỏ hơn em tới 2 tuổi lần rồi. Đúng rồi. Cái điều đó có ảnh hưởng gì không ạ? Không, anh không quan trọng gì đó đâu em. Nè, cái mặt Thanh nó già hơn mặt em đó, em đừng có lo. Một tuần mình gặp nhau được mấy lần hả anh? Khoảng một lần được không em? Một lần có ít quá không anh? Anh nên nói chung là tối đa là một lần, nếu mà tối thiểu là một lần. Tối thiểu là một lần, nhưng mà anh sẽ tranh thủ tối đa nhất có thể là rảnh thì anh sẽ qua thăm em đó, lúc đó. Em đi làm ở Củ Chi hơi xa, khi thường như là em chẳng mà em bị bệnh đó, thì anh có sẵn lòng mà lên để chở em đi khám bệnh không ạ? Điều đó là tất nhiên rồi em. Có thể là đi gấp không không? Câu đó hay á, điều đó là dĩ nhiên rồi. Dạ, đó là cái chuyện đó là vào bản năng rồi. Cưng đừng lo chuyện đó. Anh có chia sẻ việc nhà được việc gì với em không ạ? Vợ nấu ăn thì chồng phải rửa bát hay là giặt giũ này, kia chung là vợ chồng xúm xích nhau làm thì xong công việc thì cùng nhau ăn cơm rồi nghỉ ngơi đó. Chứ anh không thích về nhà cứ nằm bấm điện thoại hay là cứ mọi công việc cứ để cho vợ làm, không thì thấy vậy nó không có công bằng. Dạ. Thấy gì tội với người vợ em lắm. Thành. Dạ. Bước tới nắm tay Dung ha, giao lưu văn nghệ cái nào, bước dạ. Tới mạnh dạn lên, nắm hai tay Dung nha, nhìn thẳng vào đôi mắt, nhìn thẳng vào Dung kìa, đó mạnh dạn lên. Thì hôm nay đến đây thì anh cũng tặng cho em và chương trình một đoạn nhạc thôi. Chẳng qua là duyên số anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đôi mình thương nhau lúc nào. Anh ở thành đô ngựa xe, chẳng ngán biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy, thương em dãi dầu nắng mưa. Giảm hết ạ. Đủ rồi. Cái câu đó là đủ rồi. Bây giờ cảm xúc của Thanh thế nào, Thanh cứ nói hết. Rút ruột rút gan rồi mà nói với thầy với Dung đi Thanh. Thì hôm nay lần gặp đầu tiên, thì anh cũng có cảm tình. Hai ta cần cơ hội để tìm hiểu và đi tình cảm tiến sâu hơn nữa. Được đó, rồi trở về vị trí cũ đi. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn trẻ. Nếu mà thích là bấm luôn. Để vô đó, đúng rồi, bấm luôn. Thích là bấm luôn. Bấm luôn đi, hai đứa thấy mà á. Tới rồi là bấm luôn. Ừ. Rồi xong một lượt luôn á. Bấm chưa? Bấm rồi. Rồi, bấm rồi. Anh nói là hai đứa nắm tay vô đi. Bây giờ trước mặt của mẹ của Dung ha. Dạ. Rồi trước mặt mẹ của mình. Dạ. Rồi bây giờ mình nói với người lớn gì đi. Con chào bác. Con sẽ tìm hiểu anh và cố gắng sẽ trở thành người con dâu tốt trong tương lai. Rồi bây giờ bà Xui nè. Hai bà Xui đứng lên bắt tay nhau đi. Cầm micro bà Xui, nhà trai nói gì, nhà gái nói gì bà. Nhà trai đi. Đầu năm thôi, mình chúc năm mới rồi nói gì đi. Cho tới đây thì giống như là gặp người chị Xui đi. Chị Xui đi. Dạ, mình chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc, là mình là cha mẹ mình mừng rồi. Chị nói gì đi chị? Dạ, trong quá trình hai cháu tìm hiểu đó thì hai bên mình có thể hỗ trợ. Mình là rất rất là thích cháu. Rồi, hai bà Xui ôm nhau cái. Chị. Đẹp quá. Bây giờ xin mẹ Dung cho làm thủ tục cái coi. Dạ, hiểu rồi. Em hiểu rồi. Đó, cũng trong có... Hôm nay con đến chương trình này lần đầu tiên con gặp gia đình bác gái và Dung. Thì con xin phép cho gái cho con được hôn Dung được cái hôn đầu tiên ạ. Trật đầu rồi. Dạ. Vì anh bé mình cho anh hôn em. Đúng. Ngon lành. Nhớ nha, trong hôm nay cố gắng tìm hiểu nhau. Yeah. Càng sớm càng tốt nha. Khá nhiều ưu điểm. Con nghĩ là một từ tóm gọn được tất cả ưu điểm của con là một quân nhân. Con cũng không hút thuốc, uống rượu, con cũng thích hát, thích chơi các loại nhạc cụ, con cũng biết chụp hình. Có khuyết điểm gì không Tấn? Tương đối nhiều khuyết điểm. Nhanh dài. Nhắc gì thấy, cái đó không phải khuyết điểm, cái đó dễ thương á. Mời nhà trai. Rồi, chào đồng chí Trung Quý. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên, tôi xin được phép là chào chú Quỳnh Linh,
chào cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Quốc Tấn, năm nay 24 tuổi, hiện đang công tác tại Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 Quân khu 4, Bỏ quân đoàn 4. Em đến từ Đà Lạt, Lâm Đồng ạ. Tấn ơi, sao ngồi bên đây mà nghe Tấn thở hổn hển bên đó vậy? Anh Linh có làm gì Tấn không? Hả? Chắc Tấn đi từ Đà Lạt đây đi bộ tới đây mệt thở. Vậy hả? Sao thấy mà nhịp thở gấp gáp quá vậy trời? Nói chung là lần đầu tiên tiếp xúc với đông người này Tấn không có quen đúng không Tấn? Vậy hả? Tấn bị hồi hộp đúng không? Ừ. Rồi bây giờ mình nè, giờ bên nhà gái mình nè, dạng dĩ lên cả có hồi hộp không nè? Dạ có. Có hả? Rồi thôi cưng tự giới thiệu về mình đi nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Hiền Linh, anh Minh Cảnh và toàn thể quý vị khán giả. Con tên là Ngọc Trâm, năm nay con 22 tuổi. Hiện tại con đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Con sống ở Bình Dương? Dạ. Trời ơi, nhỏ quá, một đứa 22, đứa 24. Trẻ măng luôn vậy đó. Bên đó thì thở quá, thở bên đây bẻ muốn loại cái tay luôn nè, cũng hồi hộp lắm rồi. Nói chung hai đứa nhỏ nó cũng đang lo lắng ha. Bây giờ nói chung mình thở là thoải mái lên nào Tấn ha. Tấn có những cái ưu điểm gì, giới thiệu mọi người nghe đi. Dạ, con thì có khá nhiều ưu điểm. Nhưng mà con nghĩ là một từ tóm gọn được tất cả ưu điểm của con là một quân nhân. Quân nhân hả? Đó, nó tóm gọn được ưu điểm của con về phẩm chất đạo đức và chính trị của con là đã được kiểm duyệt. Sức khỏe của con thì cũng đã được quân đội rèn luyện qua. Được, con cũng không hút thuốc, uống rượu. Tất nhiên là một người quân nhân thì phải có những cái tài lẻ nhất định. Như con cũng thích hát, chính xác. Thích chơi các loại nhạc cụ. Con cũng biết chụp hình. Thể thao cũng tốt nữa ha. Dạ. Có khuyết điểm gì không Tấn? Dạ, con cũng có tương đối nhiều khuyết điểm. Ví dụ? Ví dụ như là con bị nhát nhại. Nhát nhại. Nhát gái. Cái đó không phải khuyết điểm. Cái đó dễ thương á. Nhiều cô gái mới thấy mấy con... ngày đại nhát gái là cổ còn khoái nữa. Gặp mấy bạn nữ con hay bị... Bị rung hả? Chưa gặp mà rung vậy rồi. Khuyết điểm nhát gái vậy thôi. Còn ưu điểm là quân nhân. Tôi nói thiệt luôn nha, nãy giờ đàn gái nè, tôi với bạn gái bên đây là không nghe một cái gì luôn á. Coi như là hai người ngóng ngóng qua bên kia mà thực sự mà nói muốn gãy cái ghế luôn á. Té ghế luôn mà không nghe được. Ừ. Bên đây là ưu điểm là quân nhân. Quân nhân có đầy đủ những ưu điểm, những cái phẩm chất. Đó là kiên cường, bất khuất ha. Kỷ cương rồi kiên định rồi nói chung là đầy đủ hết trơn á. Không phải lo gì hết, không uống thuốc, không uống rượu gì hết luôn. Coi như là toàn ưu điểm thôi phải không? Ưu điểm không? Không có khuyết điểm luôn đúng không? Có khuyết điểm là còn nhát gái thôi. Thôi nhát gái thôi. Ừ. Rồi bên phe ta, con nói lớn lên cho dạ, con. Dạ, ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, dễ bắt chuyện. Ngoài ra thì con chuyên ngành là tiểu học á. Con biết mỗi thứ một chút như là hát, nấu ăn, múa, thêu, đánh đàn con cũng biết. Nhưng mà mỗi là công dung ngôn hạnh đủ cả. Nhưng mà mỗi thứ con biết chút, không giỏi. Thôi vậy là quá nhiều rồi. Dạ. Thực sự trong cái thời điểm hiện đại này thì những người phụ nữ mà biết tất cả những cái mà như con vừa nói á là cũng không có nhiều đâu nha. Dạ. Ngoài ra thì con có khuyết điểm gì không? Dạ, xấu ăn xấu ngủ. Ủa, xấu ăn xấu ngủ là sao? Dạ, xấu ăn có nghĩa là con thì thường hay bỏ cử, nhưng mà ăn thì ăn lắc nhắc hết chút. Xấu ngủ là mỗi lần con ngủ thì con hơi ghét, con đạp người ghê lắm. Ba mẹ con không ai dám ngủ con á. Tức là trong giấc mơ á, là con mơ rồi con mới đạp hay là con không mộng mị gì con vẫn đạp như thường? Dạ đúng, tại vì con hay ngủ với gối ôm. Thì con gối ôm là đâu phải người đâu nên con đạp riết con quen luôn. Vậy là mệt rồi đó. Tấn rồi mai mốt về ngủ là bị đạp dữ lắm á. Thôi không sao đó, dễ thương mà. Chào cưng. Chào cô. Nghe sợ không? Tối ngủ đạp văng xuống đất. Không sao cô, con sợ thôi nhưng con cũng khỏe. Con cũng khỏe, con chịu được đúng không? Cưng ghê không? Đó, bởi vì chú bộ đội đáng yêu là chỗ đó đó, chịu đựng hết á. Cưng có mấy mối tình rồi? Dạ, con sẽ có là một mối tình. Một mối tình trước quân ngũ hay là khi vào quân ngũ? Dạ, vào quân ngũ thôi. Vào quân ngũ mới có, là được mấy năm? Dạ, con được một năm rưỡi. Chia tay lâu chưa? Dạ, con chia tay chắc được 3 năm rồi. Lý do con chia tay ạ? Dạ, tại vì trong môi trường đặc thù nên con không quan tâm chăm sóc được, cho nên là mọi người mọi ngã. Con không có thời gian chăm sóc nhiều đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Con nghe vậy con thấy sao? Dạ thì bình thường thì quân đội cũng hay không có thời gian. Tự bản thân mình cố gắng, cả hai bên cùng cố gắng thôi ạ. Khi mình xác định là mình đã yêu bộ đội là mình phải hiểu được cái điều đó, điều dạ. Đó điều cơ bản đó. Dạ. Đó, không thể nào có những thời gian như người bình thường được đúng không? Dạ đúng. Ừ. Vậy là con yên tâm, bạn hiểu rồi, bạn mới đến đây gặp con nè. Nha. Sao? Qua đây coi nhà gái tôi chứ sao? Nhà trai tôi cũng đẹp trai lắm mà. Ủa tôi có chê đâu, tôi chê hồi nào vậy? Để tôi coi coi. Dạ, cho chú. 22 tuổi đó. Trời, dễ thương quá. Con nói về tình yêu của mình cho bên đàn trai nghe đi. Dạ thì con cũng trải qua cũng một mối tình thôi ạ. Một mối? Bao lâu? Dạ một năm. Một
một năm. Quen hồi năm ba đại học ạ. Mối tình đầu ha? Dạ, mối tình đầu. À, vậy con còn trẻ quá mà. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay được một năm rồi. Năm rồi hả? Dạ. Rồi, bây giờ thì con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Bạn đó phải cao hơn con xíu, tại con cũng hơi cao á. Con cao nhiêu? 1m65. Sao mấy con? Con 68. 68 cao hơn được 3 phần. Cũng có cao hơn. Rồi con thích đàn ông sao nữa? Vũ phu. Vũ phu? Dạ, gia trưởng nữa. Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới? Gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Không có một em con, không có mẫu hình lý tưởng. Đó, bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, con thấy con chắc 100% rồi đó. Trời ơi. Không có ho, không có gì ho trên bình thường. Tao đáp ứng nhu cầu bình thường, không có gì ho trên á. Thằng trai tao có quyền tự tin điều đó. Ủa, tôi ho gì vui mừng được không? Ủa, mắc cười quá, vui mừng mà ho. Ủa, nhiều khi vui mừng sặc nước miếng cũng ho à, ngộ lắm. Lạ vậy trời. Ủa, chưa có cái cảm xúc đó ư? Thằng trai tôi dễ thương lắm, dễ cưng lắm á. Ừ. Con hình dung về cái mẫu bạn gái của con á, ở bên hàng rào bên đây nè, cái cô bạn này nè, cổ là người như thế nào? Dạ, theo con hình dung thì chắc bạn nữ bên kia là người cũng dễ thương, hoạt bát. Con thích người phụ nữ ốm hay mập? Dạ, mập. Vừa vừa dễ nhìn, dễ nhìn là được. Cận xíu được không? Con có cảm tình với người đeo kính cận. Wow, như vậy là điều ước của con sẽ thành hiện thực. Được rồi, tôi thấy đàn trai với đàn gái cũng ổn định rồi đó. Bây giờ mình cho người thân gặp mà ý kiến đi ha. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ, con đi với ba mẹ với gì ạ? Bạn à. Rồi, xin mời nhà gái. Chào anh Hoàng Linh và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Và chào bên nhà trai. Theo mẹ thấy thì cái cậu này cũng hiền. Mẹ thấy cũng được, ăn thua theo ý của con. Hai con cho nhau một cơ hội. Chừng nào mẹ cho con gái lấy chồng? Còn bao nhiêu năm nữa? Tùy thích con à. Ví dụ năm sau được không? Được. Được, trời ơi. Tùy con mà, tùy con mà. Rồi, cảm ơn đàn gái. Em trai, em đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với thủ trưởng và mẹ và bạn. Rồi, xin mời thủ trưởng. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Yêu thương. Tôi Lê Trọng Khánh, Phó Chính ủy Trung đoàn, là thủ trưởng của em Tấn. Nói chung là hôm nay là đại diện cho chỉ huy đơn vị thì tôi thấy là rất là vui. Và đặc biệt là xin giới thiệu với gia đình gái và em gái ở đây là em Tấn, người rất dễ thương. Quê là Đà Lạt, Lâm Đồng. Và đặc biệt là bố của đồng chí Tấn là đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Yeah. Và đồng chí Tấn là cũng là người rất là tốt. Đặc biệt là 2 năm ra trường vừa rồi đồng chí Tấn là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và tôi nghĩ rằng á là có một câu nói là bộ đội mà lấy giáo viên, gia đình hạnh phúc, sức điên cả người. Đấy. Chúc hai em là nhiều sức khỏe và đạt được theo cái mong muốn của mình. Xin cảm ơn chương trình. Dạ. Cảm ơn thủ trưởng. Mời mẹ đi. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Dạ. Tôi tên là Hoàng Thị Phương Thảo, đến từ Đức Trọng, Lâm Đồng, là mẹ của đồng chí Nguyễn Quốc Tấn. Cảm nhận ban đầu của tôi về bạn gái này thì bạn gái rất là xinh đẹp, thùy mị, thân thiện. Còn với bản thân tôi thì tôi tin vào duyên số. Nếu mà hai con có duyên sẽ đến được với nhau. Và nhất là nếu là con á mà có duyên với Tấn á, thì cô hy vọng là con sẽ là một người phụ nữ dũng cảm này, bản lĩnh này, kiên cường này, hơn cả đồng chí Tấn nữa. Trời vì làm vợ người lính phải cần những đức tính đó thì dạ, mới được á con. Là phải giống cô là dạ. À, cô cũng là vợ của người lính ha. Đó, đó. Rồi, cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Cái này anh coi chùm rớt. Cái này nó có dưới. Dạ có. Rồi tặng cái gì đó Tấn? Dạ con gửi đến bạn nữ món quà mặt mặt đầu tiên là một con gấu bông. Đến chương trình là rất muốn mong là lấy con gấu bông đó đổi lấy một gấu lớn hơn mang về. Còn món quà của con? Dạ món quà của con là con tự tay thêu một chú bộ đội với lại một cô bé. Tuy là có hình trái tim ở giữa, có nghĩa là tim mà xa nhau thì xa mặt nhưng mà không cách lòng mà. Dạ mong là anh thích món quà đó. Rất thích, rất thích. Dạ con. Rất đẹp. Rồi hai đứa trò chuyện đi. Anh cảm thấy em như thế nào?
anh cảm thấy em là rất là dễ thương. Và cách nói chuyện cũng như gặp mặt thì em thấy em là một người rất hoạt bát và vui tính. Rất thích chỗ này, nó có rung rinh rung rinh. Chỗ này nó có rung rinh rung rinh. Dạ, em có biết là trong quân đội thường thì sẽ không có thời gian nhiều. Em muốn hỏi anh là nếu mà mình quen nhau thì anh sẽ dành thời gian em cho em như thế nào ấy? Như mình cũng nói rồi đó, mình quân nhân, tình yêu mình dành cho nhiều nhất là yêu đất nước. Cho nên là ngoại trừ thời gian dành cho đất nước thì tất cả thời gian dành cho mình thương. Đồng chí Tấn, tôi đề nghị đồng chí xưng bằng anh nha. Với lại em có một câu hỏi nữa là nếu mà hai đứa cưới nhau á, có một vấn đề mâu thuẫn xảy ra mà lỗi là do em, nhưng mà lúc đó thì kiểu như là em không nhận ra nên là em cần thời gian để bình tĩnh, thì anh sẽ xử lý như thế nào? Như anh thì thường ở nhà những vấn đề như vậy thường anh sẽ im lặng. Không nói, đợi khi nào qua chuyện rồi xong rồi mới nhắc nhẹ nhắc khéo sau. Và anh cũng muốn hỏi em là nếu như mình có thể tiến với nhau thì khoảng mất thời gian bao lâu thì mình có thể đi tới thân nhân được? Mẹ em cũng hối lắm rồi. Mẹ kêu là trong vòng 2-3 năm nữa không cưới thì mẹ cũng đuổi rồi. Quan điểm thế nào về chuyện hôn nhân gia đình, trao đổi với nhau cho nghe đi. Quan điểm về hôn nhân gia đình đó, thì đối với anh thì nhà là nơi bình yên để mình trở về sau những ngày công tác mệt mỏi, cũng như tiếp thêm năng lượng, cũng như là làm thăng hoa cuộc sống này hơn. Đối với em thì là gia đình sau hôn nhân là nơi để chia sẻ, thông cảm. Khi mình gặp khó khăn thì còn có người ở bên cạnh động viên, cũng như là chia sẻ những khó khăn. Rồi có chuyện ghen tuông thế nào? Dạ, em thì người khá ghen. Nhưng mà ghen thì em không có nói ra mà kiểu im lặng thôi Mỗi lần mà em im lặng xong rồi, khi mà em thấy đủ để thời gian để suy nghĩ thì em sẽ tự nói, tự làm hòa. Có anh cùng người cũng ghen nhiều lắm. Mà ghen là anh ghen, lúc đó là anh dễ xử lý cái người làm anh ghen. Rồi quan điểm về con cái sao? Kinh tế gia đình ai giữ? Con cái thì em muốn hai con, một trai một gái thôi Anh thì trai con gái gì cũng được. Dạ em tới đây thì con có bài hát muốn gửi tặng anh. Con tặng anh đi. Anh ơi. Anh ơi sang nhà em chơi, ba má em đi rồi. Bao lâu ta chưa gặp nhau, em thấy nhớ anh điên đầu. Vậy thì hãy qua nhà em nhé, mình cùng trò chơi. Dạ hết, em quên lời. Dạ xin lỗi. Cô ơi, bạn nữ hát hay quá. Thầy con xin phép cô gửi bạn nữ một bài hát ạ. Đứng lên nắm tay bạn gái. Đúng rồi, phải mạnh dạn lên con. Đúng rồi, đó. Dạ. Sau đây anh xin gửi em một bài hát. Dạ anh rung quá dạ. Thì anh nói rồi, nhát gái mà gặp con gái là dùng lắm. Dạ. Có người yêu chưa? Sao mỗi lúc tan ca chẳng thấy ai đón đưa? Phải chăng là chưa tìm được người giống như em muốn chọn được? Người ngọt ngào tựa cơn mưa, yêu thương trọn vẹn như câu hương. Mãi yêu cạnh nhau sẽ chẳng bao giờ đổi rời. Kiếm tìm lâu nay tình yêu giấu chôn trong giấc mơ say, có đâu nào hay, ngoài kia đâu có ai giống như vậy. Dạ. Chúng ta hát cho nhau nghe nè. Chính xác luôn. Có hai đứa nghe thôi, không ai nghe một cái gì luôn. Tôi đứng kế là tôi cũng không nghe luôn. Quán nghe lắm luôn á. Con thấy trong lòng mình sao? Tới tim mình sao? Đập liên tục luôn. Liên tục luôn. Có bao giờ con hồi hộp như vậy chưa? Chưa. Con bây giờ con có quân số mà con làm chỉ huy đó bao nhiêu rồi? Dạ con 30 người. 30 luôn hả? Dạ. Có bao giờ con run trước 30 người đó không? Dạ không. Không hả? Vậy mà run trước một con người một nhỏ người. Bé này hả? Một người đó. Thì là được rồi đó ha. Thôi bây giờ thôi, mình để tay rút bấm đi. Dạ. Chuẩn bị. Hãy lắng nghe con tim của mình. Và sau 3 tiếng đếm, 1, 2, 3. Trời ơi, nó bấm mà cũng xúc cái nóc của người ta luôn vậy đó. Trời ơi. Chúc mừng. Hợp lý ghê nha. Hai đứa cưng ghê luôn nha. Hai bà mẹ
đứng giao lưu gặp nhau cái đi. Rồi hai bà xui tương lai nào. Chị cứ yên tâm đi, nếu mà hai bạn ấy có duyên với con em thì em sẽ yêu bạn ấy như con gái của mình, vì em chỉ có một mình cháu Tấn là con thôi. Cháu còn nhỏ dạy mà cũng chưa có đi học đúng không, cũng chưa có rành rẽ gì mấy. Nhờ có hai đứa có duyên thì nhờ chị chỉ dạy giùm nhiều hơn. Em nghĩ là hai người ôm nhau, hai bà mẹ ôm nhau cái đi mà ôm cái trời đất ơi. Hai bà xui cũng còn trẻ quá trời quá đất. Hai bà xui trẻ quá. Làm thủ tục đầu tiên đi Tấn. Rồi. Đồng chí Tấn, tôi đề nghị đồng chí hôn cô gái này cái hôm đầu tiên. Cái sự rung động nó xuất phát từ trái tim rất là rõ ràng. Chúc cho hai con hạnh phúc và thành công trong công việc. Dạ, ưu điểm là biết hát, biết đàn, ham học hỏi. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là hay đi vô bếp ăn dụng. Em thì ưu điểm của em đó là em trách nhiệm với cái công việc của mình ạ. Giống như là mình đúng giờ. Nhược điểm của em là em nấu ăn thì không có ngon ạ. Em cái khả năng nhớ đường của em thì hơi dở. Mỗi lần nhìn thấy mấy anh cảnh sát là em sợ lắm. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. Bây giờ nhà gái mình giới thiệu về bản thân một chút nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào em. Dạ, chào bạn Nam bên kia và tất cả quý vị khán giả ở trường quay và trên truyền hình ạ. Dạ, nhân dịp năm mới 2021 thì em xin chúc tất cả mọi người là một năm mới luôn bình an, mạnh khỏe và thật là vui vẻ ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thảo ạ. Năm nay em 30 tuổi. Em là giáo viên dạy toán ở Bình Dương ạ. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Tức là ba mẹ mình ở Bình Dương luôn? Dạ không, ba mẹ em thì ở Hà Nam ạ. À, quê của mình là ở Hà Nam đúng dạ. Không? Rồi, xin mời nhà trai ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Rồi em. Và chị Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Phương Cương. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cương làm gì? Dạ em là nhân viên sản xuất motor á. À, quấn motor điện đó hả? Dạ. Quê em ở đâu Cương? Dạ quê em ở An Giang. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì hả Cương? Dạ ưu điểm là biết hát, biết đàn, ham học hỏi. Khuyết điểm là gì? Dạ khuyết điểm là hay đi vô bếp ăn dụng. Ăn dụng hả? Dạ. Trời ơi, chị ăn dụng là dễ thương mà. Còn mình thì sao nào? Em thì ưu điểm của em đó là em trách nhiệm với cái công việc của mình ạ. Giống như là mình đúng giờ. Nhược điểm của em là em nấu ăn thì không có ngon ạ. Em cái khả năng nhớ đường của em thì hơi dở. Nên mỗi lần nhìn thấy mấy anh cảnh sát là em sợ lắm. Một phản xạ tự nhiên là thấy đã thấy là run rồi ạ. Có khi mình không làm gì luôn nhưng mà thấy là sợ rồi ạ. Đường tình duyên bạn nữ thế nào? Từ thời lúc bắt đầu sinh viên đến giờ thì em cũng có quen thích một bạn, nhưng mà trong đội tình nguyện của em, tuy nhiên là chúng em chỉ ở mức độ bạn bè. Khi em đi làm rồi thì môi trường làm việc rồi công việc mọi người rất là tốt, vui vẻ. Thành ra là thời gian nó cứ bẵng qua như vậy. Em thấy rất là ổn cho đến thời điểm này ạ. Năm mới á, nhà trai là có một cái gọi là một điều may mắn đầu tiên là chào chị. Em. Đây là một người bạn còn tinh khôi của em. Nếu như mà hai em bấm nút xinh xắn luôn. Rồi nói cho bà mới biết mình có mấy mối tình rồi em. Dạ thì trước đây em cũng có hai mối tình chính thức và một mối tình phụ. Mối tình có phụ nữa hả? Đó, cái nghĩa là mình chia tay xong á là bắt đầu mình mới, nhưng thời gian sau mình mới quen cô đó. Trong khi hai cái cô đó thì được mình công khai, còn cái cô kia thì mình chỉ là đi uống nước này kia thôi. Vậy là không phải phụ đâu. Dạ. Coi như hai mối rử đó. Nhưng mà lý do tại sao tụi em chia tay? Sâu đậm nhất á là không muốn đăng hộ đối á, nhưng mà bên kia người ta muốn bắt lại để gả chỗ khác á. Còn mối tình sau này á là muốn đi đến hôn nhân luôn, nhưng mà bạn gái đó lại bắt cá hai tay. Bây giờ á, nhà gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào, thông báo coi giống bên đây không? Thực sự là em ấn tượng với những người đàn ông là chững chạc, có tính cách ấm áp và sẵn sàng chịu trách nhiệm và luôn suy nghĩ cho mọi người, không những gia đình mà có thể là cộng đồng nữa. Em cái yêu cầu là cao hay đẹp trai hay là nghề nghiệp phải ổn định hay như thế nào không? Thực ra ngày xưa học môn sinh á, em nghĩ là mình lùn rồi thì bạn nam cũng nên cao một xíu, sau này con cái mà cao ấy cũng từ 1m7 trở lên á. Không nên đen quá, có nghĩa là khi mà người ta yêu có khi xấu cũng thành đẹp luôn á. Nên thành ra là cái phần ngoại hình em không quan trọng nhiều, không có đòi hỏi nhiều quá. Đó bên đây nghe em cái đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc cũng cỡ 60-70%. Trưởng mà em cao 1m bao nhiêu? 1m73. Dạ cho em hỏi bên đó có yêu cầu chiều cao của nữ không ạ?
Dạ thì chắc cũng tương tương xứng với em, cũng cũng cỡ ngang ngang nhau. Ngang lẽ mà em muốn 1m72 luôn hả? Dạ 1m cũng cỡ 63, 64. Dữ vậy. 63, 53, 54 được không? À, cũng được nha. Cũng được. Ba phải dễ sợ luôn rồi, ông muốn hỏi gì ông hỏi đi. Sao? Em gái không thích điều gì ở đàn ông nè? Em không thích người gia trưởng ạ. Tiền khô à, không thích gì nữa không? Bạn nam hút thuốc lá. Ờ. Có hút không? Dạ không. Không có hút. Nói chung bên đàn gái không thích điều gì đàn trai, không bao giờ có điều đó. Em có yêu cầu bạn gái của em như thế nào không? Giờ cũng không biết yêu cầu gì nữa. Ủa? Bây giờ mình muốn bạn gái mình xấu hay đẹp, nước da trắng hay đen? Chung thì dạ cũng già cũng được đó. Dạ trắng trắng thì... Trắng trắng tốt phải không? Ừ. Rồi cầu cầu được ước thấy. Một mẫu hình giống ai nè, tưởng tượng cho nó dễ đi. Dạ, thủy tiên không được. Bên kia thủy triều được không? Dạ được. Một cái câu cuối cùng em chốt hạ lại đi, là giờ em có đặt nặng về chiều cao hay không thôi? Dạ cũng không lắm đâu. Dạ. Ê, vậy là được rồi. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô Hồng Vân với chú Huyền Linh. Tôi là mẹ của Phương Cương. Nhưng tôi thấy cháu này là hiền, cái nét mặt cũng chào có hậu, cũng có duyên, là tôi cũng vừa bụng đó. Tôi mong muốn cho hai đứa sẽ tìm hiểu nhau. Rồi nhà gái đi với ai? Gái đi với ai vậy? Dạ em đi với bác của em với bạn đồng nghiệp ạ. Xin chào chị Hồng Vân và xin chào anh Quyền Linh. Xin chào. Tôi là bác họ của cháu Thảo. Và sau đây còn phần nhận xét thì em xin được nhường cho bạn đồng nghiệp của cháu Thảo. Rồi mời bạn. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân ạ. Con thì xin phép thay mặt bác để chia sẻ một chút với chương trình. Con thì là đồng nghiệp của chị Thảo thì cũng đã được 4 năm rồi. Bản thân chị Thảo là một người rất là tốt bụng, luôn biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Về anh bên này thì khởi đầu thì con nhìn thấy anh hiền, chắc có thể là sẽ bao dung chị của em. Dạ. Anh đẹp trai không? Cũng tương đối đẹp trai ạ. Anh có xứng với chị không? Dạ, con nghĩ là cũng hợp với chị của tụi con. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ, mở rào đi. Mở rào. Rồi, bước tới đi em. Dạ con này luôn à, đứng lên nè. Dạ anh có món quà tặng em, thôi để anh ăn trước cho. Dạ cảm ơn. Em cũng có món quà mới gặp lần đầu tiên chụp mũ liền ha. Đây là quả địa cầu em tặng anh, với cái ý nghĩa là trên bề mặt của quả địa cầu thì có dãy núi, có dòng sông, đương nhiên là nó mấp mô đúng không? Nhưng về hình chung thì chúng ta đều thấy là nó là hình tròn. Tức là trong cuộc sống cũng như vậy. Con người hay là những cái thăng trầm mà anh trải qua thì chắc chắn sẽ có lúc làm anh buồn. Nhưng em hy vọng là anh luôn luôn vui vẻ để vượt qua nó. Rồi, cảm ơn em. Năm mới. Dạ, em chưa biết nói gì đâu, anh nói trước đi. Thì anh cũng vậy á. Anh cũng vậy kìa. Thích của anh là gì ạ? Anh thích đàn, thích hát và thể thao. Nói chung thì lúc ấy thì nó chuẩn bị trước hết trơn rồi, sao lên đây kính hồi hộp quá. Giờ anh có thể tặng em và quý vị khán giả một bài hát được không ạ? Được. Thôi chừng quên nữa nha. Đứng luôn hả? Bước tới sát bên nó luôn. Nào. Dạ, anh sẽ hát bài hát được mình tên đừng hát bài quê ngoại. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bụi ngùi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Em cũng muốn tặng anh một bài thơ. Em là cô giáo dạy toán, hơi khô khan một xíu ạ. Mình gặp nhau trong phép thử ngẫu nhiên, xác suất nào cho hai đứa nên duyên. Không gian mẫu chứa chân thành chân ái, thì đồ thị tình yêu sẽ vẽ lại thành đường. Nếu thật lòng thương em, xin anh đừng có ngại, tọa độ nào cũng đi tới trái tim em. Còn có không? Hả? Cái bài này cũng đọc được không chú Linh? Được, đọc đi. 0963 489 800. Đó là số điện thoại của anh.
Nếu một ngày em muốn khóc, hãy gọi cho anh nhé. Anh hứa sẽ không làm cho em cười, nhưng anh sẽ khóc cùng với em. Và nếu như một ngày em không muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi cho anh nhé. Anh chỉ đến bên em và im lặng. Và hôm nay, tại nơi này, cùng chứng kiến của ông bà mối và mọi người, em hãy bấm nút hẹn hò cùng với anh nhé. Vì... Ôi ôi, ôi lãng mạn dễ sợ chưa? Vô ngọt vậy luôn á. Ngọt ngào luôn á. Dạ lát lại cho em xin lại số điện thoại ạ. Sao? Thầy Thiện F1 gì để được không? Sao dạ, đúng cái suy nghĩ của mình không? Dạ. Mở rào ra thì thấy cảm xúc làm sao? Dạ, cái này khó nói lắm ạ. Khó nói nhưng mà nói được. Thực ra là lúc mà nghe anh tâm sự bên kia thì em cũng chưa hình dung ra là như thế nào ạ. Rồi khi mở rào thì sao? Tại thấy anh cũng run như em, thấy có cái giống nhau rồi đó. Giữa Đồng Nai với Bình Dương đó. Dạ thì anh có thể qua em được mà, anh sắp xếp được. Đồng Nai và Bình Dương cũng gần ạ. Nói chung thì tại vì cũng anh có cái nghề tay trái á, là nhạc công á, hay đi đàn cho đám cưới á. Dạ thì nếu mà chắc là hẹn hò vào thứ bảy chủ nhật thì cũng sẽ ít, nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp ngày thường. Nói chung cũng có chủ nhật nhưng mà nó ít vậy đó. Dạ. Dạ hiểu mà, em hiểu mà. À. Vì mình cũng người đi làm rồi á, nên là sẽ thông cảm được á. Rồi. Dạ. Yêu xa gì có ghen không? Yêu xa gì em có ghen không? Thực ra yêu thì phải tin tưởng ạ. Khi mà không còn yêu nữa thì nên cứ thẳng thắn nói với nhau ạ. Em cũng là lo về nhà mà mẹ cũng hỏi á, mọi người cũng hay hỏi. Thì em mới nghĩ ra một cái cách, đó là nói với mẹ là đang dịch, thì người yêu con không có về được. Mà ngày hôm nay tới đây thì em hy vọng là anh có thể không sợ dịch về với em. Thôi. Đi Hà Nam bao giờ chưa? Dạ chưa. Trời ơi, Hà Nam đẹp khủng khiếp. Có một ngôi chùa lớn, thật là lớn luôn. Dạ. Trả lời đi đã. Dạ. Người ta nói như vậy thì... Đâu sợ dịch đâu. Thì đó thì phải trả lời chứ. Hà Nam. Hà Nam, được em. Trả lời liền. Dạ. Tính tới luôn, nào tới luôn. Rủ em về Hà Nam xong về đâu nữa? Có mẹ đây, xin mẹ luôn. Mẹ năm nay cho con về Hà Nam. Mẹ hôm nay cho con về Hà Nam cái mà. Mẹ cho, thấy không? Trời ơi, con lạnh đứng lên thức. Quá trời. Hai đứa nắm tay luôn. Ủa dạ, không cần bấm nút à? Tí nữa, bây giờ nắm tay nói là nôn bấm nút rồi. Không cần nắm, bấm luôn. Có nó nắm tay rồi bấm gì nữa. Thấy chưa? Đúng rồi. Xin mẹ hôn cái luôn đó. Đi, khỏi bấm luôn. Trời ơi. Dì thấy bạn này đưa bạn này về Hà Nam được không dì? Được đúng không? Bên đây ta cho phép Tết là cho con về Hà Nam. Được. Bác cho con xin phép hôn bọn em cái. Khỏi bấm nút luôn đó, qua coi như là đi thi mà vô thẳng đó, đầu thẳng luôn. Khỏi bấm luôn đi. Chín tóc rồi nha. Hả? Chín tóc rồi nha. Sống theo hiến pháp và pháp luật hả? Cô giáo là phải sống đúng. Thôi trên sàn cũng được. Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc. Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá, là được kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xả dao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Em thì không hút thuốc. Mời nhà trai. Rồi mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay là hai bạn đã có mặt cách cái hàng rào này thôi nha. Mời đàn trai giới thiệu về mình. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, bạn nữ cùng chơi kế bên và khán giả đang xem trường quay ngày hôm nay. Em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở huyện Ngân Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy ạ?
Dạ hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. À. Ai là yêu xa rồi. Dạ. Không đi chút xíu tới à. Bến Tre cũng gần mà. Ba tiếng rưỡi. Chị nói hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ, lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm, nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Rồi còn em trai. Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau. Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Thì em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mới nha. Trời ơi, Linh ơi, tôi đang tính nói phát cái số này ra xong là em nhận được 1.000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức. Nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ quen được 3 năm. Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi. Nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên là phản đối. Còn em trai? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình, một mối tình thời sinh viên thôi. Bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi anh, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm thôi. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy á, mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng, nhưng mà lùn cũng được, không sao. Bây giờ nè bạn nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi có giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút là bà mối. Dạ em chào anh. Chào em, dễ thương hả? Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc? Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được, kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xã giao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không thích Mỹ Tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị. Tại vì em cũng hơi khá là cao á. Em tới 1m63. Dạ thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao dạ. Luôn. Có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm, thế rất là được, vui. Cầu được ước thấy đó, cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giới thiệu, em là Phí Nhật Thành, là anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang. Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Không, good. Dạ không, và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau. Thì hai bạn nên như thế nào có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với anh rể và 2 chị gái. Dạ. Rồi, chào anh trai. Chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và quý vị khán giả trường quay. Và chào gia đình bên đằng gái. Em là Đỗ Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì nó rất hiền.
chịu khó làm ăn. Có cái thì trong tháng nào thì nó trước đám đông thì nó hơi nhút nhát, có lại thôi. Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội sau chương trình này, mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, trời ơi, cảm ơn anh. Trời. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, em chào anh. Hôm nay là một quyển sách ngày mới. Mong rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ. Và tràn đầy xin... này là kẹo dừa đặc sản đúng không? Bến Tre, đặc sản của Bến Tre. Dạ, rồi. Và một cái móc chìa khóa. Em thích uống cà phê. Dạ, tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc. Anh là có thường hay lên Sài Gòn chơi không? Cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn, hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn, nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè, rồi hay quên nữa. Kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh, chứ lấy hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ. Thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi. Thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á, nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ, kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết, nên là nhiều khi giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Tại bạn bị cái hay quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Nó có liên quan với nhau á chị. Bởi vậy em hỏi anh một câu cuối nữa thôi, là kiểu anh yêu á là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn, không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, em thì em cũng như vậy, em thích kiểu quan tâm nhau xíu, lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là... Dạ. Khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu? Em nghĩ thì đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai bước tới, có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó, rồi bên kia đối đáp lại để đúng mình rồi. Giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Ta thích Mỹ Tâm đó, em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm, mà lên đây run cũng quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay giữ lấy tay nhau, đừng có buông ra. Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á, nên là dạ. Nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Dạ. Tốt mà. Em sẽ hát bài búp bê con trai nha. Na 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 na, búp bê con trai. Một ngày khi vui em đùa em mong, phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều,
chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc, và không còn ai gọi em tên là búp bê. Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng, là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa, một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi, búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thảo ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào, em trai. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, mình lấy nhau đi để đem đường về Cố Liêu. Bên nhau sớm chiều, không bao giờ buông, mình yêu như chưa từng yêu. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa bánh ghép này có phải là nửa bánh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Bây giờ thì bạn trai hãy nói gì với gia đình của bạn gái. Mình hứa sẽ làm gì cho cái mối tình này. Kính chào hai bác, chào anh, chào anh chị ngồi. Hôm nay thì được em bấm nút hẹn hò thì em hứa sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Rồi, sẵn rồi xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được không? Đó. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màn lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn anh ạ. Như thế là cặp đôi đầu tiên đã hẹn hò với nhau. Họ rất là xứng đôi thưa quý vị. Mong rằng họ sẽ chăm sóc mối tình này, sẽ làm cho nó lớn lên, làm cho thăng hoa. Và biết ngày nào đó sớm nhất họ có thể thông báo tin vui chúng tôi. Mình phải gặp cặp thứ hai liền, gặp đi xem liền họ có bấm nút hay không nha mọi người. Rồi mời mọi người.